Hôm nay Chúa gửi đi con sói con thỏ ấy để cho anh chị em mình được phúc thì đã nghe và phúc thì đã được thấy những con sói con thỏ trở thành con chiên, trở thành con cừu. Dạ, con tôi chào chúa con rồi. Con ở giáo phận vua thoại rằng hôm qua con thỉnh cha là hôm qua con bị đi thương để chúng bệnh viện lớn để con khám cái gan. Thế vừa rồi hôm nay tuần này được mà một số bà con ở đây người ta phản ứng thì con cũng xin một cái đài con nghe. Con nghe là thương xót ở chỗ thì con là con đi xuống đây để con đi xuống bệnh viện lớn để con khám cái gan, vì con cũng khô gan. Thế cái gan bảo với anh tin Chúa thì thôi anh đi xuống giáo phận tin mừng anh cái này cũng là anh khấn gặp cha lắm. Thế con bảo thôi thì nếu thế thì muốn mình con đi thì con rủ mẹ con đi, thì mẹ con bảo thế thôi ta chưa đi được thì sau này ta đi với vợ này. Thế là con đi một mình, con đi một mình con xuống con là ở dưới Sài Gòn, thế là nó đưa con xuống đây. Với con xuống thì chỉ ra con là 20 năm nay con đau cái bụng này. Con đi khắp nơi, con sát nghiệp rồi con làm thứ này thứ khác, người ta cũng bảo không biết vậy. Thế từ hôm con nghe cái đài của cha là hôm con này nó mềm, cứ ba giờ sáng là chưa nghe đài nó sáng hết cái bụng này. Thế rồi con nghe được hai tuần thì nó mềm cái bụng, con mừng quá cả, nghe con mừng con cũng cả ra. Con nghe ở trong phòng đoàn cha rồi mọi người chia sẻ con khóc hoài. Thế là con thử hôn thật này con mừng lắm cả. Thế là con chỉ ra là bố con phải cứng đầu lắm. Bố con đánh đẻ 25 năm nay rồi mà hết nhiều tiền lắm mà con hơn bố con. Bố con năm nay 87 tuổi rồi. Trước bố con giàu, gia đình giàu có lắm, nhưng bây giờ cũng còn có ăn. Thế là con khuyên suốt ngày đêm về gia đình nhà con, cứ khuyên Chúa xin Chúa làm thương xót thì con mới xin được là hai ba tuần này thôi. Trước còn chưa biết là thương xót là như thế nào, thì con là thương thật cũng xa xôi, nhưng là vùng sâu vùng xa. Thế này thì vì ra hai đó là con rể con cũng cứng đầu lắm, đi lễ lén tráng ngoài xin cha với phòng đoàn cầu cho bố con phải về đón nữa. Vì bố con thì ngoan đạo lắm, từ này là cũng đi. Cha bảo là chỉ thua bố một cây thôi, nếu cây đánh đề nhiều quá. Nên chỉ cha hai đứa con là đứng vẫn khô gan. Thế là con cũng đi xa, đáng mẹ con đi xuống đây là con đi xách bộ gan. Nhưng con anh em khuyên được con vào đây. Thế này hai đứa là vợ con là 20 năm nay bị lưng cũng muốn xuống đây lắm. Thế như là hai vợ chồng con là các con đi vắng hết, nhưng mà nhà con bảo hôm nào cũng đưa mẹ chồng đi thì thôi anh cứ xuống trước. Nhà con 20 năm nay là đau lưng mà chữa không khỏi tàn rồi. Thế mà con cũng thương nhà con lắm, thế là có hai vợ chồng thì kiểm tra với cộng đoàn ông để cho gia đình nhà con cũng con cho con là phải. Cái câu mà con thương nhà con lắm, con thì đau gan, vợ con thì đau lưng, bố con thì đánh đề mấy chục năm, còn thằng con thì đi lãng quãng ở ngoài này, sân đi lễ ở đạo gốc, lễ đạo gốc tây, mà bỏ đấy mà thế đây nó sẽ thấy là người ta chia nhau, người ta vào trong nhà thờ khi dành chỗ 3 tiếng đồng hồ. Chứ không phải là đứng ở gốc cây rồi phải gọi, rồi mời, rồi phải kéo, rồi phải chuẩn, phải đi em, rồi đi vào. Thế nên cho nó đến rồi nó nhìn thấy cái hình ảnh của những anh chị em họ chưa cửa, chưa mở, thế đứng chờ cả tiếng đồng hồ mà cửa vừa mới mở là ào và như nước chảy, không có cái chú chấm nào trong nhà thờ. Rồi nhét thế bên trong một bí lắm người ta mới chịu làm gốc cây, thì cho nó thấy hình ảnh đó, rồi nó sẽ nhận được hơn của Chúa và cho bố thấy được hình ảnh của bà già này 85 tuổi hả? Anh bố của anh cũng 85 hả? 87 hơn bà 2 tuổi.
Ngọc Đại Lạt lên làm chứng chia sẻ như vậy đó, thì chỉ có Chúa thôi, giống như anh Lạc nói, chỉ có Chúa, cái ghế của Chúa mới lôi kéo được bố anh khỏi cái đề, cái ghế của Chúa mới lôi kéo những bạn trẻ vào trong nhà thờ được. Vậy chưa nhìn thấy toàn là những bạn trẻ, toàn những thanh niên, toàn các ông em họ vào trong nhà thờ ngồi hết như thế, có thể làm đâu cho họ thấy. Vì nếu mà họ đến đây thì phúc cho họ, vì mắt đã được, tai đã được. Anh em mình những người đang ở đây là những người có phúc lắm. Rồi anh ra đi, máy có đổ ra, bố anh có máy chưa? Tôi tặng cho bố anh một cái máy nha. Cứ nói là đây của cộng đoàn tặng cho ông già 87 tuổi cái máy, tặng riêng cho bố anh một cái. Và thằng con đây thì đưa cho nó một cái để nó nghe nha. Rồi sẽ phúc cho bố anh, phúc cho con anh, rồi sẽ mắt sẽ được, tai sẽ được. Rồi cô bỏ đây. Hôm nay chú cho toàn bỏ đây rơi trên. Sao?